VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Bạn là một người yêu thích những sản phẩm đến từ đất nước Hàn Quốc xinh đẹp. Bạn đang tìm kiếm cho mình một đôi loa có giá thật hợp lý và thiết kế lại thật đơn giản. Ngay bây giờ, hãy đến với loa Sumiko KS1101 cùng VDA nhé. Một thông tin vô cùng thú vị nữa về đôi loa Sumiko này, đó là đôi loa này được phát triển bởi nhóm kỹ sư Hàn Quốc, nhóm kỹ sư có kinh nghiệm chuyên sâu về việc phát triển các sản phẩm karaoke. Và đặc biệt là những bạn có yêu thích xứ sở kim chi này thì chắc chắn này rất quan tâm đến sản phẩm này phải không nào? Và bây giờ thì hãy cùng Linh tìm hiểu chuyên sâu hơn về thông tin và thông số kỹ thuật của đôi loa này nhé. Sản phẩm có hình dạng chữ nhật hơi ba tròn ở mặt trước lo. Mặt trước chỉ có logo Sumiko rất đơn giản. Thùng lo có chất liệu là gỗ cao cấp. Mặt sau có thông số kỹ thuật và hai sách kết nối âm thanh. Bên trong gồm một lo bass 25cm, 4 lo treble 7,5cm. Với âm bass mạnh, dải âm trầm sâu và chắc với tổng công suất lên đến 800W và củ bass 25cm. Nếu như với dòng loa JBL thì rất là thích hợp với những bạn trẻ thích dòng nhạc sôi động và mãnh liệt. Thế nhưng dòng loa Paramax thì lại phù hợp với dòng nhạc trữ tình và nhẹ nhàng êm ái. Thì hãy yên tâm nhé các bạn ơi, với chiếc loa Sumiko này thì lại có thể chơi tốt được cả hai dòng nhạc mà chúng ta vô cùng ưa thích, đó là vừa mạnh mẽ sôi động mà vừa nhẹ nhàng dịu dàng trữ tình. Đây cũng được xem là một điểm cộng vô cùng sáng giá của loa Sumiko. Về ưu điểm, bass sâu và chắc, có thể sử dụng ở cường độ cao, không kén âm lai, chơi tốt ở nhiều thể loại nhạc. Tuy nhiên, chiếc loa Sumiko này cũng có một vài điểm hạn chế, đó là âm chép thì không được sáng cho lắm. Và thiết kế thì các bạn thấy không, hơi đơn giản một chút đúng không nào? Tuy nhiên thì cũng lại có thể là vừa là điểm trừ mà cũng là vừa là điểm cộng, vì có những nhiều khách hàng rất là thích những thiết kế vô cùng là đơn giản, nhã nhặn như vậy. Loa Sumiko KS1101 có giá trọn bộ là 6.700.000 đồng. Và nếu bạn yêu thích loa này, mời bạn ghé liên hệ các hệ thống showroom của VDA để trải nghiệm miễn phí và nhận nhiều phần quà hấp dẫn. VDA xin chào.